Chạy hôm nay cái đó chạy. Ồ, cái này chạy đường con nữa bò. Vô đường con nữa. Vô đường con nữa nè. Cái này còn được con dế nó quém luôn rồi. Đâu rồi, còn con dế nữa nó ăn luôn. Ăn luôn rồi. Chưa đâu, phải ớt rồi lên nữa. Quán hợp rồi. Quán hợp rồi kìa, anh em ơi. Bên đây. Quán hấp dẫn rồi. Chào hết mấy anh em mình nghe. Bữa nay mình có mớ lợp. Mua được mớ dế nè. Mình đặt cái món vô nha anh em. Đi thăm sao chưa? Bây giờ tới chiều là mình đi thăm, mình kiếm mớ vô anh em mình coi được gì hết, mình làm món hai món gì nha. Mà cái lợp này á, cái này chạy chạy phải không? Cái lợp này là mình làm bằng lưới dày nha, cái lưới thưa nó lọt giấy nó không có ấy. Mà đặt hơi trống ra chứ bịch quá nó cũng không chạy nữa. Vì nó món nó ở ngoài trống không à. Ủa cái này chạy được ba con, hai con rắn mối với con gì? Con này con gì? Con này cái gì? Con gì mà có đuôi vậy? Con này con gì ta? Là lạ ta. Được rồi anh thấy. Phải cái nhông gì không? Phải không? Sao cái màu kìa? Ủa cái ông này sao mà... Cái gì nhông quá. Thấy không? Gắn mối với mẹ không? Ừ. Đó. Thôi giờ anh em mình tiếp tục đi lấy nha. Đặt cái nhớ. Trời nó quên chứ. Tôi hiểu. Trở lại đường kia đi bộ ơi. Kiếm mớ vô cái này chút cứ mớ xào ăn coi. Đặt vào trống gì đây không nè anh em. Đặt đi đây nè. Đó. Cái này kìa. Chạy hôm nay cái đó chạy. Ồ, cái này chạy đường con nữa bò. Vô đường con nữa. Vô đường con nữa nè. Đó. Tiếp tục đi. Ôi, cái này hai con chết con hết luôn rồi, cứ nắng quá hay gì nè. Cái này chắc nắng quá. Nè, cái này ồ kiến cắn rồi. Kiến bù. Quá kiến rồi. Kiến bù rồi. Rồi kiến vô nó lưỡng hết hai con rồi. Hai trưa mình đặt trưa tới giờ luôn rồi. Từ trưa tới giờ. Ừ. Giờ nó em sạch ba cái ghế cho nó. Đặt vào trống gì đây nè. Cái này chạy nữa bộ. Nè. Là phải chịu hai bên nè, đừng cho cái lạp nó lăn qua lăn lại. Vô cái nó. Cái này còn được con dế nó quém luôn rồi. Đâu rồi, còn con dế nữa nó ăn luôn rồi. Đó. Đây cái lạp bên hai để mấy con dế ta? Cái này chưa để 4 con. Một cái lạp là để 4 con dế hả? Ừ. Dế bự hơn này. Dế cũng nhỏ. Nó bự luôn. Dế nó chưa có một hai cánh. Cái này chạy hai con nè. Cái này vô hai con. Còn dế không? Còn con nào không? Hết rồi. Hết luôn. Hết dế. Bây giờ anh vô nè, hết dế. Nó vô là nó quán hết rồi. Gắn mối này chỉ là dế nó mới đúng rồi đúng không ta? Thấy không? Đặt đơn giản gì đó thôi nghe. Cái bịch quá không ấy. Nó thôi. Còn dế nào không? Còn. Vô nó ăn hết trong luôn, dế nhỏ không, lại đi được ra ăn không? Dế nhỏ vậy làm như nó mềm mềm anh hay. Ủa để chạy nữa quên. Này hai con luôn, chạy được hai con rồi bộ. Ủa ba con có con nhỏ nữa. Cái con này con nhỏ là con gì quên? Không phải con nó ồ kiến quá kiến quá. Gắn mối này, gắn mối con này. Mối con mà biết sao nắng quá chết hay là cái kiến gắn chết. Cái mối con cũng vô. Chứ sao anh đặt hồi trưa là hồi 1 giờ mấy tới giờ. Là... Ồ đây nó chết rồi quên. Đây nè, kiến bu nè quên. Cái này là anh em mình đặt hồi giấc trưa. Ồ quá, ồ kiến bu đỏ con ra luôn. Nè. Bu hàng chi. Chẳng chết trơn luôn. Cái này Vũ. Cái này chạy được 4 con luôn. Con kỳ nhông nữa. Hai con kỳ nhông. Hai rắn mối. Ba rắn mối. Kiến quá kiến nữa kìa. Đó. Tính ra hai mấy cái lần này không ai đặt bữa đầu tiên tại như thế. Cái này tại cái chỗ này ít có ai đặt rắn mối á, thành ra đặt nó có nhiều. Rồi có sót không trời. Đây nữa bộ. Ồ đây chạy được con. Đúng không? Chắc là bự, con này bự. Đây nó dế nè. Con. Dế đó. Còn được con dế. Đó, kiến vô. Quá kiến rồi. Nó phải trống trống á, đặc biệt đâu có chạy. Cái giường này là của Trúc nha mọi người. Giường này Trúc ổng trồng dừa dưới mít. Ê, đó, thấy không? Vô một con đó, nữa. Đó. Rồi, lấy này. Đó, anh em ơi là cái là mình hai lớp lưới luôn nha.
nó còn được con dế gì đó, thấy không? Còn phải dế không? Phải là ấy. Không phải, không phải, không phải. Nó ăn hết trơn. Nó vô mình dế nhỏ nhỏ không à. Cái mối này chiều này thì mấy anh em mình chắc cũng làm hai món. Hai món hay ba món anh hay? Tính làm mấy món này. Nướng nha, nướng mỏi nha. Cái đám đá lốt rồi nó chạy thấy không? Này chưa. Nè. Vô được hai con đó, uống à. Hai con gắn uống không vui. Nè. Anh hai, cái này mình nướng mỏi với mình làm gì nữa ta? Mình không có xào lăng không? Xào đậu phộng không? Xào đậu phộng nha. Ừ. Xào đậu phộng mới với mình nướng nướng mới hả? Ở đây đang cái nè, đang cái nè. Nó ở đây gốc chuối rõ ràng. Vô con nè. Vô không? Nè. Nè. Một con nữa. Anh này anh nào thì anh ra đi phần của anh luôn thấy không? Ủa là dế còn nào quá thấy gì nữa quá. Có nên thấy gì nè. Không phải. Hết rồi, hết rồi. Đang hết luôn. Vô nó hết trơn rồi, dễ vậy. Công nhận. Hay thì hay. Đặt đơn giản như một lần này quá bệnh. Ê, nó còn ngoài luôn kìa. Nó còn ngoài con nó chưa vô không? Ê, rồi rồi ngoài con kìa, đó, 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 thấy không? Đó, ngoài con luôn, đó, đó, đó. Ngoài đó nè. Rồi, nó bỏ đi, nó bỏ đi. Bỏ thấy chưa? Thấy không? Còn hiện tại là ngoài con à, nếu mà cái này còn dế là nó vô được cái này còn dế là nó vô con nữa nè, rõ ràng không đó. Tìm cái nữa dế còn mà không cái này. Cái này chế quốc hả? Nhà dế nè, kiến qua kiến bù nè dế. Đây, cái này nhém mình để lên đó là vô đến hay cái nó còn cái này cái nó còn kìa, nó còn kìa. Giờ mình nhát nó không thay ra luôn thấy không? Ờ nó dẹn vậy ta, nó không nhát tại nếu mình để cái đó nó vô nữa đó nè. Ờ để lại cái đó đi. Để cái đi hồi mình đi lấy hết lạp đi quay lại, bảo đảm là nó vô nữa. Vô cái đó vô nữa. Ờ cái này chạy nữa bồ ơi. Nè. Quá độc mờ nó thấy không? Một con nữa. Một con. Ơi. Con này nó bị cục đuôi. Cục đuôi luôn hả? Con bị cục đuôi. Chắc cũng tranh giành ăn dữ lắm mới cục đuôi đi. Còn mấy cái nữa. Hình như còn mấy cái nữa mà. Không? Còn mấy cái nữa. Cái nữa bộ. Cái này chạy không biết. Cái này chạy nữa kìa. Vô một con nữa. Nữa kìa. Nó lấy đi, đừng lấy đi. Hết dế rồi, hay còn dế dám chạy nữa rồi. Thấy không? Ờ. Cái này hết dế nè. Nó vô đang chơi. Cái lạp này nó hơi khó đâu. Còn hết. Còn dế. Cái này cái đi con. Thấy không? Chọc vô cái lòng nó đi. Đọc thui luôn. Cái này con nữa nè. Còn dế chứ sao nó ấy. Khó ăn nó theo nó không chịu ra ta. Bỏ lên không à. Thì nhông nữa quá. Sao nó không đổ ra được nó lên không. Anh hai để miệng vậy đi, hồi nó chạy ra gì anh hai. Để miệng. Ra. Mở miệng ra đi để hồi nó chạy ra chứ. Nghe nó hỏi chút anh tàu nó nói cũng lành đó. Để cho hận vô. Dần dò ha. Đẩy vô. Mình chào thịt trước đó chị. Ừ, chào thịt trước. Này chị. Này chắc được không chị á? Đây cũng hành là vô được không? Người vô nó nhìn cũng có lý đó nghe. Thì mình chờ hết khoảng nửa mình nướng rồi. À, chờ khoảng nửa nữa rồi cái này. Nó có màu sắc trên trắng trắng rồi đây. Đây cái nắng mới là nó mềm. Nó mềm cái đầu mình về đây cho nó được chín cái hành với cái mới luôn. Cái dịu nhớ. Rồi mình hấp dẫn quá trời luôn. Chưa đâu, để ớt rồi lên nữa. Chứ nó ngon nữa. Gắt một miếng đậu phộng hết chưa? À. Lại nhiều chưa? Ừ. Thôi để cho hai nè. Ừ. Không phải ngớt. Không phải ngớt, không chọn. Chọn ngớt gì nhiều, hay chọn lột rửa trong nói chuyện nhiều chút. Quá ngon, quá ngon.
Quả thơm, quá thơm rồi. Bên đây. Uống ly, uống ly. Quá thơm, quá thơm mày. Cái nhà. Dương chén, máu đây nè, bà nè. Hay bà mà bà đứa đâu nữa. Mình có thêm món lẩu nữa với cái món xào, xào lăng. Quá trời hấp dẫn rồi. Cái này mình cập thêm mới củ hành nè. Đúng chưa? Cái gì sáng vậy? Cái mình mạnh đấy. Tỏi ớt nè. Thử coi, thử coi. Sao? Thanh sao? Thịt dai dai mà ngọt. Cái này mình cạo giấy cái đường hơn bảy không có, mình lột đi đó là mình lột. Ừ. Lột giấy chứ không phải mình cạo giấy mình không, lột. Ủa này chấm một cái đã mưa chanh ha. Ra thử thức còn cái món nha. Giờ này thử con món này nè, quá hấp dẫn nè. Ô, chấm ớt chanh kìa. Ê, chấm ớt này, chấm ớt này. Lột 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 cái vỏ đó ra. Quá hấp dẫn rồi. Ớt chanh. Chấm ớt cho tê. Quá nóng, quá nóng. Lấy đũa. Quá nóng. Quá nóng mà quăng quá đã luôn. Ống mẹ. Quá cay ông ơi. Quá cay cái mưa quá cay. Còn cái đuôi nè, còn cái đuôi nè. Cái sao đi, để đây. Ồ, nhất xui thì gì cái đuôi mà tiên bỏ em với chị. Nhất cái xui gì vợ tôi ông ơi. Nói kỳ. Không thôi, không thôi. Để xuống kêu đi. Cái này là cũng đặc sản nè, cho mấy đứa nó chơi. Để xuống kêu đi, nghe chị đi. Chính thôi, thơm rồi chị em mình vô đi.